Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ tâm vào con lừa người nhé. Như vậy là các bạn mình đây sẽ là con sóc cô tè. Con tiến sinh của mình đến đây là kết thúc, mình xin chào tất cả các bạn nha. Còn đây là sản phẩm cá baby của mình đã kết thúc, mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm bác sĩ đẹp trai này các bạn ơi, mình đã kết thúc, mình xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay của mình đây là sản phẩm con khỉ vui vẻ các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con bướm con này các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con cua này các bạn ạ. Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ tô màu con béo hà mài nha. Các bạn như vậy là con lừa người mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thích đẹp và thấy hay thì cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con sóc cú tiên mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thích đẹp và thấy hay thì cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con báo hoa mai mình đã tô màu xong rồi. Các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là sản phẩm con khỉ vui vẻ của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Ở
Còn đây tác phẩm con cua con của mình, con cua xinh của mình đã hoàn thành. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tâm vào con run đất nha. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tâm vào con thiếu với vẻ. Mình sẽ tâm vào sản phẩm con trai trai này. Xin chào tất cả các bạn nha, video này mình sẽ tô màu sản phẩm đúng đêm này. Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ tô màu vui, bỏ cả vui nha. Như vậy là sản phẩm con nhím của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm con trai trai của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm đứng đêm nha các bạn ơi, mình đã hoàn thành. Nếu các bạn thấy sản phẩm hay và ý nghĩa, hãy cho mình like, để đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và như vậy là con run đất mẹ tôi mà không hợp. Đây là video kết thúc rồi nha. Mình chào tất cả các bạn. Như vậy là con kiểu vui vẻ mẹ tôi mà xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và để lại cái kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là bộ cặp vui mẹ tôi mà xong rồi, quá đẹp luôn. Vậy là video kết thúc rồi nha. Mình chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con giá cả các bạn ơi.